khi mà mình đã chọn một bài hát dân gian thì mình phải đâm đến đỉnh điểm của cái lúng liếng của người Việt. Bài này có một số lỗi nhỏ nhỏ, hy vọng là em tuần sau em sẽ khắc phục cái lỗi đấy, vì chị biết em là người rất thông minh. Em xa vắng để ta thương nhớ. Trên lá và mưa trên phố, mưa về đâu hỡi cơn mưa buồn tây, mưa làm chi để lòng ta khát trên phố, mưa về đâu hỡi cơn mưa buồn tây, mưa làm chi để lòng ta khát khao nhớ em xa vắng để ta
lời yêu thương. Thưa quý vị, dường như là cả khán phòng đều lắng lại với một ca khúc thật lãng mạn, Mưa, một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến, với phần dự thi của thí sinh Trần Tuấn Hòa, mã số 06, 26 tuổi, đến từ Hà Nội. Và đây là bài hát theo đúng sở trường của bạn và được thể hiện theo phong cách mộc. Không biết là cái sở trường của bạn có được ban giám khảo đánh giá cao hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Xin mời ban giám khảo. Cảm ơn Hòa vì Hòa đã lôi chị quay trở lại. Bởi vì mỗi lần chị nghe nhạc rock xong, cái trái tim chị nó đập với một tempo rất là lạ thường. Ở cái khoảng lặng đó, hôm nay chị chia sẻ với Hòa là nó chưa trọn vẹn. Bởi thứ nhất là các nốt cao của em, chị đòi hỏi nó cần cái độ sâu hơn nữa, nó cần cái đầm thắm hơn nữa. Các nốt cao lên rất đẹp, nhưng mà cái phần từ bên dưới, từ đáy lòng thì chị chưa cảm nhận được. Và các cái nốt thấp và những cái chỗ xử lý nhỏ thì chị cảm giác nó chưa được mềm mại. Và chị cần có cái gì đó nó tinh tế hơn ở các cái điểm nhấn. Đấy là cái chia sẻ của chị. Vâng ạ, xin cảm ơn nhạc sĩ Lưu Thị Hương và xin mời chị Thanh Lan. Trước tiên là chị rất là xúc động khi mà nghe em hát một bài hát của ba chị viết. Bài hát này chị cũng đã hát trong cái CD tự sự của mình. Chị nghĩ rằng đây là một cái bài hát rất là có đất để mà khoe cái âm vực của giọng. Chị thì chị vẫn thích rằng là trong cái bài hát này, mặc dù là tinh tế, nhưng mà chị thích người đàn ông ấy, nó phải có cái chân trời rộng hơn nữa. Tại vì em nghe chị là người phụ nữ hát, thì nó tinh tế như vậy, nhưng chị thích người đàn ông nó phải có cái vòng tay rộng hơn nữa, cái hoài bão lớn hơn nữa, và cái tình yêu rộng hơn nữa, để người phụ nữ luôn luôn bé nhỏ trong cái tình yêu của mình. Xin cảm ơn. Chị nghĩ rằng là thật ra trong cái bài hát này hôm nay em cũng đã hát rất là tinh tế rồi, nhưng mà chị nghĩ nếu mà tiếp tục đi khai thác cái em nghĩ là đây là sở trường của mình, thì chị nghĩ vẫn cái tư duy phải rộng hơn nữa, phải đàn ông hơn nữa trong những cái tác phẩm của mình. Xin cảm ơn chị. Cảm ơn chị Thanh Lam ạ. Và quý vị thân mến, vào đêm thứ nhất của vòng chung kết tiếng hát truyền hình 2012 thì Trần Tuấn Hòa đã chọn một ca khúc mang hơi thở dân gian đương đại, đó là bài Độc Huyền Cầm, và bạn nằm trong nhóm thứ hai là nhóm Cố Gắng. Không biết là ngày hôm nay bài hát Mưa có giúp bạn vượt lên nằm trong nhóm Tự Tin hay không? Xin mời ban giám khảo hãy đưa ra số điểm của mình.